Chào mừng các bạn đến video Hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp ta tỉnh táo và vững vàng hơn. Thì đây là video đây là một cái video cũng nói về cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chúng ta sẽ vững vàng. Thì thực vậy các bạn. Thì xin lỗi các bạn, để tôi điều chỉnh chút xíu. 1964. Các bạn chờ tôi chút nha, các bạn chờ tôi một chút. Hoàn cảnh khó khăn luôn giúp ta vững vàng hơn các bạn. Trong cuộc sống và kinh doanh, chúng ta thường gặp phải những thử thách, khó khăn, thất bại và khủng hoảng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không nhìn thấy giá trị thực sự của những hoàn cảnh khó khăn bất lợi. Trên thực tế là những thử thách này có thể là cơ hội để phát triển, rèn luyện và trưởng thành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách mà hoàn cảnh khó khăn có thể giúp chúng ta trở nên vững vàng hơn. Học cách vượt qua khó khăn. Khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta phải tìm cách vượt qua chúng. Đây là cơ hội để chúng ta phát triển khả năng giải quyết vấn đề và tìm kiếm giải pháp. Khi chúng ta vượt qua những thử thách này, chúng ta trở nên tự tin hơn và có thể đối mặt với bất kỳ tình huống khó khăn nào trong tương lai. Khám phá tiềm năng bản thân. Hoàn cảnh khó khăn thường đòi hỏi chúng ta phải vượt qua giới hạn và đối mặt với khả năng của bản thân. Chúng ta có thể khám phá những khía cạnh mới, phát triển kỹ năng và tìm thấy tiềm năng bản thân mà trước đây chúng ta không biết đến. Những khó khăn này có thể giúp chúng ta phát triển sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi. Xây dựng trái tim và tinh thần vững vàng. Khi chúng ta vượt qua những khó khăn, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn cả về tinh thần lẫn trái tim. Những thử thách này có thể đánh thức sự kiên nhẫn, sự đồng cảm và lòng nhân ái. Chúng ta có thể học cách đối mặt với những thất bại và khó khăn một cách dũng cảm và khéo léo hơn. Những trái tim và tinh thần vững vàng này sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tạo sự trân trọng và biết ơn. Khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường nhận ra giá trị của những điều mà chúng ta có. Chúng ta học cách trân trọng những điều nhỏ bé, biết ơn, cảm kích những gì chúng ta đã có. Điều này giúp chúng ta tạo ra một tâm lý tích cực và đánh giá cao mọi thứ trong cuộc sống. Xây dựng sự kiên nhẫn và nhẫn nại. Hoàn cảnh khó khăn yêu cầu chúng ta có sự kiên nhẫn và nhẫn nại để vượt qua. Chúng ta học cách không từ bỏ và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu. Những giá trị trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không nhìn thấy giá trị thực của những hoàn cảnh khó khăn. Thực tế là những thử thách này có thể là cơ hội để phát triển, rèn luyện và trưởng thành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách mà hoàn cảnh khó khăn giúp ta trở nên vững vàng hơn. Học cách vượt qua khó khăn. Khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta phải tìm cách vượt qua chúng. Đây là cơ hội để chúng ta phát triển khả năng giải quyết vấn đề và tìm cách giải pháp. Khi chúng ta vượt qua những thử thách này, chúng ta trở nên tự tin hơn và có thể đối mặt bất kỳ tình huống khó khăn nào trong tương lai. Khám phá tiềm năng bản thân. Hoàn cảnh khó khăn đường đổi chúng ta phải vượt qua giới hạn và đối mặt với khả năng bản thân. Chúng ta có thể khám phá những khía cạnh mới, phát triển kỹ năng và tìm thấy tiềm năng bản thân mà trước đây chúng ta không biết đến. Những khó khăn này có thể giúp chúng ta phát triển sự sáng tạo, sự kiên nhẫn và khả năng thích nghi. Xây dựng trái tim và tinh thần vững vàng. Khi chúng ta vượt qua khó khăn, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn cả về tinh thần lẫn trái tim. Người thành công. Người thành công luôn tìm cơ hội trong khó khăn. Người tiêu cực thì lại tìm khó khăn trong cơ hội. Các bạn, đó là cái sự khác biệt. Thì bạn hãy nên nhớ như thế này: lúc khó khăn bất lợi thì bạn nhất định không làm điều xấu, và thứ hai, hãy luôn luôn cho đi tạo phước báo sâu dày đó các bạn. Thì trên đây là một cái video trong cái 15 câu nói giá trị về kinh doanh của một tác giả mà tôi cũng chưa có tìm ra. Thì bạn hãy thường xuyên theo dõi trên kênh YouTube, kênh TikTok hoặc là Facebook của tôi và các trang mạng xã hội khác. Và trên website tôi thì có bán ebook 3 quyển sách. Bạn là sinh viên, quyển sách là 6 đường khởi nghiệp dễ thành công, phải yêu bán hàng thì bạn mới có tiền. Thứ ba là muốn thay đổi số phận bạn làm được. Thì mỗi file mềm như thế là 20.000. Thì các bạn vào, các bạn chuyển 20.000 thì có một cái file mềm sẽ chuyển đến các bạn. Và vào tối thứ tư, khoảng 3 tây tháng 4, tuần sau, tôi sẽ tổ chức một buổi live stream những kỹ năng trích dẫn tài liệu để viết những quyển sách để đòi cho các bạn. Các bạn hãy nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn các bạn.